Mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Một cái câu hỏi mà thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời comment nhờ tư vấn của mọi người là anh ơi, khi xây nhà cấp 4 thì mình sử dụng cái loại móng nó như thế nào, hoặc là nhà phố thì cần sử dụng cái loại móng nào để cho nó phù hợp, để đảm bảo an toàn và chất lượng cho công trình của nhà mình. Đó có thể nói là một cái câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm, và kèm theo đó cái câu hỏi này là một cái vấn đề rất là lớn về nền móng công trình. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái loại móng áp dụng cho nhà phố 2 tầng, đó chính là móng cọc ép bê tông cốt thép, hay còn gọi là móng cự sạn các bạn, nhằm giúp cho mọi người trong quá trình xây dựng mình có được một cái sự hình dung được tốt hơn về cái loại móng cự sạn mà mọi người thường hay nhắc đến, mà mình sẽ chia sẻ đến mọi người được hình dung được tốt hơn, trực quan hơn về loại móng cọc ép bê tông cốt thép, hay còn gọi là móng cự sạn, áp dụng cho nhà phố. Nhìn chung ở cái khu vực nền đất ở đồng bằng sông Cửu Long thì được xem là cái nền đất yếu các bạn. Chính vì vậy khi xây dựng nhà thì đa phần bà con mình sẽ sử dụng có hai cái loại móng thôi. Đó chính là móng đơn áp dụng đối với nhà cấp 4 trệt, và móng cọc ép bê tông cốt thép đối với nhà phố 2 tầng. Và cụ thể trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người là móng cọc ép bê tông cốt thép áp dụng cho nhà phố 2 tầng. Ngày xưa khi xây nhà thì bà con mình sẽ sử dụng cái móng cừ tràm gia cố cái nền đất. Nhưng mà hiện nay với công nghệ phát triển và kèm theo đó với sự tiến bộ hơn thì người ta sẽ sử dụng cái loại móng cừ sạn các bạn. Vì cừ tràm thì mình sẽ thi công nó sẽ khó khăn hơn, và cừ tràm thì nó đứt là kén cái loại đất. Chính vì vậy mà người ta sẽ dần thay thế cái cừ sạn. Và cừ sạn nó có thể là áp dụng cho trên mọi cái nền đất luôn đều được các bạn, như là đất thịt, đất giường, đất nền cát bơm. Có thể nói là nó rất là linh động và được rất nhiều mọi người lựa chọn cái loại móng này để hay xây dựng nhà. Và những cái nhà thiết kế người ta cũng rất là quan tâm, và người ta cũng đi nghiên cứu về cái loại móng cự sạn này, và kết quả cho thấy thì nó áp dụng rất là tốt trên những cái nền đất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và cái sức chịu tải của nó cũng khá lớn. Cái ưu điểm mà cái móng cự sạn nó mang lại là thi công rất là nhanh, kèm theo đó là thi công trên một cái điều kiện nó rất là thuận lợi các bạn. Có thể nói là rất là sạch sẽ, nhanh chóng, gọn gàng, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái yếu tố kỹ thuật, cũng giống như là cái sức chịu tải, kèm theo đó là đảm bảo an toàn chất lượng cho công trình. Các bạn đang quan sát, đây chính là một cái phần móng đã được hoàn thành xong hai cái công tác, đó chính là cái công tác cốt thép và cái công tác cái ván khuôn. Với những cái loại móng mà cừ sạn này thì cái phần cừ nó sẽ được liên kết bởi một cái đài móng. Cái đài móng này được cấu tạo bởi hai cái phần gọ sắt, cái phần gọ sắt trên và gọ sắt dưới, để liên kết những cái phần móng cọc này lại với nhau, thì người ta gọi đây chính là cái dàn móng. Đây chính là cái dàn móng theo chiều ngang và chiều dọc, giúp cho những cái đài móng này liên kết lại với nhau, tạo thành một cái khối các bạn. Chính vì vậy mà cái móng cừ sạn này thì nó rất là đảm bảo về chất lượng và rất là hạn chế về cái độ lún. Với cái móng cừ sạn này thì mình có thể áp dụng với những cái mẫu nhà phố 2 tầng hoặc là 3 tầng, thì cái sức chịu tải của nó đảm bảo. Về mặt thi công thì như các bạn đang quan sát thì cái phần dán khuôn sẽ được thay thế bằng là dán khuôn gạch nha các bạn. Và những cái thành ở bên ngoài thì sẽ được tấn bằng cốt pha sắt. Chính vì vậy mà nó rất là kiên cố cho cái nền của cái nhà mình. Kèm theo đó là thi công của nó có thể là tạo nên một cái hình khối rất là đẹp, rất là sạch sẽ và gọn gàng, nhanh chóng nữa. Đây chính là ưu điểm mà cái móng cự sạn mang lại. Chia sẻ về cái phần giá của cự bê tông thì hiện nay với cái cự tiết diện là 200 x 200, chiều dài của nó là 4m, thì hoàn chỉnh cái phần cái thi công nó sẽ dao động từ 700.000 cho đến 1 triệu một cây hoàn thiện, tùy theo cái điều kiện thi công, kèm theo đó là tùy theo cái khu vực mà giá thành nó sẽ dao động. Cụ thể ở cái mẫu nhà này khu vực ở Vĩnh Long nha các bạn.
Sau khi hoàn thành xong cái công tác chuẩn bị ở cái phần dán khuôn và cốt thép xong thì tiến hành sẽ đổ bê tông. Như các bạn đang quan sát thì cái xe bồn bê tông cũng đang chuẩn bị và tiến hành sẽ đổ bê tông cái phần móng cọc ép cho cái nhà này. Có thể nói là thi công rất là nhanh phải không các bạn? Trong vòng khoảng chừng 1 tiếng thì cái phần bơm bê tông sẽ được thực hiện xong và hoàn chỉnh cái phần móng này. Có thể nói là thi công trong một cái điều kiện mà nó rất là thuận lợi, kèm theo đó là nó rất là nhanh chóng, hạn chế và tiết kiệm vật liệu và nhân công và thời gian khi lựa chọn cái phương án móng cọc ép này xây dựng. Sau khi hoàn thành xong thì cái phần móng này nó tạo nên một cái hình khối rất là đẹp các bạn, có một cái sự liên kết rất là chắc chắn về mặt thẩm mỹ, cũng giống như là về mặt cái liên kết rất là chắc chắn và rất là kiên cố. Và tổng thể sau khi mà hoàn chỉnh xong thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng, có độ chắc chắn và cứng cáp. Và cụ thể cái nhà này được xây dựng ở khu dân cư trên một cái nền cát san lấp. Chính vì vậy mà bên đơn vị mình sẽ lựa chọn cái phương án là ép cọc cho cái nhà này. Vì cái phần đất nền này ngày xưa được bơm cát lên để san lấp ở khu dân cư các bạn. Chính vì vậy mà lựa chọn cái phương án là móng cọc ép thì nó rất là hợp lý. Thông qua video này, mình muốn chia sẻ đến mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn về cái hình dạng của cái loại móng cọc ép này và cái quá trình thi công cũng giống như là cái cốt thép dán khuôn trong quá trình thi công cái móng cọc ép bê tông cốt thép, giúp cho mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn và mình sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn chính xác hơn về cái loại móng cho cái nhà mình để đảm bảo an toàn chất lượng trong quá trình sử dụng. Cấu tạo của cái phần móng cọc ép này thì người ta gọi đây chính là cái loại thuật ngữ chuyên môn gọi là móng sâu các bạn, vì cái sức chịu tải của cái phần móng cọc này chủ yếu là dựa vào cái phần cọc, chính vì vậy mà gọi là cái móng sâu. Về cái phần cái cấu tạo thì gồm có sức chịu tải của nó là dựa vào những cái cọc ở bên dưới. Để liên kết những cái cọc này lại với nhau thì nó liên kết bởi một cái đài móng. Và cái đài móng này nó được cấu tạo bởi một cái gọ thép trên và gọ thép dưới. Để liên kết những cái gọ này lại với nhau thì người ta có những cây dằn ngang và dằn dọc. Đó chính là toàn bộ cái cấu tạo của cái phần cái móng cọc ép bê tông cốt thép. Tuy nhiên, xét về cái móng cọc ép này thì cái sức chịu tải của nó sẽ cao hơn so với cái móng đơn. Về cái chi phí thì nó cũng phải cao hơn phải không các bạn? Vì cái móng cọc ép này so với cái móng đơn thì cái chi phí nó cao hơn là do cái phần chi phí ép cọc. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu, phân tích và một số cái điểm cấu tạo của cái móng cọc ép bê tông cốt thép gửi đến mọi người tham khảo. Hy vọng rằng thông qua cái video này giúp cho mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn cái loại móng cọc ép hoặc là móng cọc cự sạn, để mọi người có được một cái sự lựa chọn về cái phương án móng cho cái ngôi nhà mình sao cho nó đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên ở cái phần móng này thì trong quá trình mà bà con mình xây nhà thì mình cũng không nên tự ý đưa ra một cái lựa chọn cái loại móng nào khi mình không có cái phần cái chuyên môn về kết cấu và xây dựng. Buộc lòng là mình phải nhờ cái đơn vị thiết kế hoặc những người có chuyên môn hoặc là nhà thầu người ta có chuyên môn thì người ta sẽ đưa ra một cái phương án phù hợp nhất cho cái nhà mình, tương ứng với cái nền đất của cái nhà mình. Đây cũng chính là một phần mình lưu ý đến bà con mình trong quá trình xây dựng. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.